Rồi hello chào anh em nha. Sáng nay mấy anh em mình xúm lại ở anh em xóm này. Anh em lên đây đi cào tôm nha anh em ơi. Anh em thấy cánh đồng phía sau lưng mình không? Là lúa chuẩn bị sắp chín rồi anh em. Tầm cỡ anh em 3 ngày nữa là trên cái khu vực đây là bắt đầu cắt lúa. Đây ở quê mình cứ cái khu vực đây mà chuẩn bị cắt lúa là anh em mình cứ anh em nào cũng như thế là cứ lên đây là bắt đầu cào tép vì lúa chín này tép nó lớn. Bắt đầu nó lớn rồi, anh em mình cái cào về xem thử nó nhiều ít rồi anh em mình tính. Sao chú Bình, bữa nay ổn không chú Bình? Ổn. Ủa kéo được vậy chú Bình? Sao thấy thấy sai sai vậy? Không, chú làm ăn giáp. À rồi chú làm ăn giáp. Không cần đi đi sát bờ chú Bình. Không cần đi sát bờ chú. Không cần đâu, mình cào tôm mà đâu phải cào cá đâu mà cần đi sát bờ chú. Không cần đâu. Đi sát. Có bóng đồ nghe hiểu. Con chú. Ồ, cá tráng này rồi, có dụng rồi. Má một mớ có dụng luôn. Ủa chú Bình sáng làm cứu điện rồi chưa mà sao đi cứ cơ sụp cơ sẻ chú Bình. Sáng làm cứu đâu chưa mà thấy đi chưa được ngọt nè. Ui có lát nhảy. Ốc này nè. Có dụng quá trời anh em ơi. Trước con nhỏ mấy anh em mình thường đi mòn ốc xếp này anh em ơi. Đây mình cũng làm chuyện xung quê mà. Dạ. Kiếm màu rồi về coi như tạo điều kiện cho kinh tế của mình thôi chứ. Có dụng tương đối nhiều anh em ơi, mà mình chưa thấy tôm nha. Thấy cá trắng. À có tôm mà sao đợt đây tôm nó hơi nhỏ nè. Không cần đi sát bờ chú Bình ơi, đi sát bờ khó đi đó. Hiệu đi gian gian rồi em. Ui ba dặm cá nè ơi. Dặm cá lép. Có tôm nha anh em ơi, mà sao đợt đây tôm nó nhỏ vậy ta? Cuối mà mùa lúa rồi mà sao tôm nhỏ vậy ta? Ui cá lép. Đi vô cuối cái hẻm luôn chú. Dạ. Mình đi dài cho có nhiều cá. Ui, cá dụng rồi. Mình thấy cá dụng nhiều với tôm mà có mà ít cho nè. Ui. Con cá lép á. Lép con. Quay ra lại hiểu gì đi ra lại đi ra lại đi ra lại. Ui, có tèo đâu chết dữ trời. Bị ở dưới điện á. Xe ra hiểu gai. Có tèo bị quên điện á chú. Lâu mấy tháng rồi anh em mình chưa lên này kéo. Ui cá lép. Lép mà. Ui dặm hai ba con cá luôn. Anh em thấy ở quê không? Quê làm xiên mà đi một xíu là có cá ăn nè. Ui đá quá. Ui cá trắng. Tôm thấy có mà ít cho chú ơi. Thấy cá trắng không à? Tráng nhiều. Chạm nó kéo cái viên chì Hiệu ơi. Rồi đi vô bờ Hiệu nó dễ vô không chú. Ôm viên chì xuống. Rồi tắp vô chú Bình. Tắp vô bờ Hiệu đi. Tắp bờ Hiệu không? Dạ. Tắp bờ Hiệu ôm viên chì. Sát viên chì thử có gì không. Ôm viên chì chú Bình. Xem thử có cá gì không. Ui cá tráng không anh em. Lên bờ lên cuốn tròn lại cho Bình. Ui cá tráng mình thấy cá tráng gì mà. Không có tôm ta. Xem có tôm không. Ui cá tráng không anh em ơi. Cứ trò vô theo tính chút. Cho vô thùng rồi tính. Không có tôm không chú? Sao kỳ ta? Đâu, vũ vô chú. Không có con tôm nào luôn ta. Có tôm mà ít chú. Có nè, mà ít. Mà nó nhói. Dạ. Thiếu nào cho chú Bình ăn tôm nhã. Ôi, có tôm mà ít quá nè em ơi. Tôm này nè.
có mà không có bao nhiêu chú có mày. Mày làm thử xem thử một đường nữa, xem thử tình hình như thế nào rồi tính phương án chút. Cái đây mà làm xiên nướng với nghệ tư cũng ngon lắm anh chú. Ờ cái đây mà coi như cũng mình trắng dạ. Nướng nghệ tư á. Cái nhát đầu tiên hơi bị thất bại anh em ơi. Đi trong cây hoài cây. Đi hoài cây đi, trong cây nó chặt quá. Ôi, thất bại anh em ơi. Có tôm ít quá, nó có thất lát nhỏ nhỏ thả nhỏ lớn. Đi hoài cây vô khép lại hiểu. Cái lép con rồi nè. Ờ, ít tôm quá anh em ơi. Mình nghĩ mấy tháng trời mình lên mình kéo. Nghĩ là sẽ có mình nghĩ sẽ có tép nhiều rồi mà sao lên mình kéo nó không có ta. Thất bại này mày. Thất thu rồi anh em ơi. Nhát đầu tiên hy vàng quay gớm mà đã được là bao. Bè hôm tôm bên tép bên đây nhiều lắm chú Bình ơi. Mà sao đợt ra không có ta? Hay nó già quá nó chết ta. Mấy tháng rồi mà đâu có kéo đây này đâu. Ôi xa xa thấy cá tráng cũng dính nhiều nè. Nó có kẹp quá. Dính kẹp ở đây mà. Khúc này lên kia có đoạn kẹp nữa. Ồ, tiếp tục. Kẻ cào luôn không? Kẻ cào. Có nhiều quá. Ui. Thật thù quá anh em ơi. Chú Bình đi sát bờ luôn để hủy cá luôn anh em. Em thấy chú Bình nè. Đẹp gấp không? Sáng giờ làm xị nào chưa chú Bình? Làm rồi đó. Làm rồi. Cá này kho ngày tư kho keo ăn cơm cũng ngon lắm em. Ui lâu lắm rồi mình lên cào lại mình nghĩ là tôm tép xí nhiều. Lên cào thất bại quá. Ồ cá. Đâu tấp vô hiệu. Ôm vô chú Bình đi. Ồ cá không thấy tôm đâu anh em. Đây hình thức đánh bắt thu sơ này anh em. Ồ, cuốn cho từ lại hiệu. Hơi lên bờ luôn. Chú Út. Cái ngọn vợt nó rớt chú. Chà đây. Chà đây thì có nhiều hơn cái lúc nãy. Để kiểm tra thử tôm nha. Ồ cá không mày chú Bình ơi. Thất bại không? Có tôm mà ít. Tôm mà có nhưng mà nhỏ lắm. Sao chắc nó to quá cái nó tự tiêu nó chết chứ sao không chứ? Ấy. Mình không thấy. Ồ tôm bắp một nhóm bao nhiêu tôm thì ít nè. Quay lại này thì đâu? À dạ. Còn nhỏ á. À, nhỏ. Mình không phát hiện nó được.
mà sao lâu lắm mà mình không cà mà tôm chứ cái lứa tôm lớn nó tự tiêu hay sao ta? Cũng có tôm chứ không phải là không có nha anh em. Mà tôm nó à này cũng nhiều tôm ấy mà nó hay nhỏ cái mình không thấy được. Mình không thấy chứ tôm thì vẫn có nha. Đó, tôm này. Tôm kia cũng bây mình làm thêm cà nữa nha chú Bình. Làm thêm cà cho có về mình nghiên cứu. Ra ngoài đi một vòng nữa về tới trung tiên ha. Chọn tiền ở đó không á? À, đi chung qua cống chứ, rất nhiều đấy chứ. Đó nhiều lắm. Ở dưới cái cống chung qua phía kia đi đi vào đi ra tổ. Sờ đó nha. Đó được trước luôn cào rồi, đó nhiều lắm á. Ní lên hiểu. Đấy là tàu hồ ní là mình. Tôm có mà nó hay nhỏ anh em à. Được không? Hả? Bao được không? Cái đây nó cạn khẩu của bác. Cạn. Cho cái sư phong nha. Nên em thấy cào hai cào được tầm cỡ hơn 1 ký cá và tôm nha anh em. Đây ở quê mình còn cá mì mì dinh hay đổ dạ? Đổ dạ hả? Cái dạ đỏ sao chú? Cứ nói thằng mét có đổ dạ được rồi. Ồ đá nhiều lắm nha, khó đi em nha. Kẹp. Cống này hiền toàn. Đá nhiều lắm, khó cào lắm chú Bình ơi. Đá đâu này? Trung Quang kia đó. Trung Quang kia ấy. Ui đó. Đây nha, Trung Quang nát đây nha. Đá nhiều lắm. Dưới phần cống đá là ốc xếp nhỏ nhỏ, nhỏ nhiều lắm. Thôi chú Bình hui gó. Cũng có tôm mà tôm nó nhỏ cái. Mình nhìn nó không ra. Dạ. Mình lựa ra chứ không được cái dài lạng tôm á. Sao đợt cái tôm nhỏ ta? Chết. Chú Bình nhiệt tình lắm anh em. Mấy trước là chú đi làm đường bê tông. Mà hôm nay sao chú Bình không nghỉ. Thấy anh em mình đi cào tôm cái chú chè theo để hỗ trợ mấy anh em mình. Qua có tôm hùm Alaska. Có tôm hùm mà. Có tôm hùm ngọng mà. Đoàn kia có tôm hùm Alaska ngồi trên bờ ấy. Vô đây rồi đúng không nha. Vô đây nè. Lên phòng bên trong cống ơi. Ủa nó trẻ cái gì. Cũng phi rồi các mày. Phi rồi. Ủa đó. Sao chứ. Không biết có gì không đây. Có tráng quá chừng luôn. Cái đây là 2x à. Cá không? Có tôm mà không mấy lem. Ui thất thu rồi chú Bình ơi. Lỗ tổ không? Lỗ tổ. Này tấm vô. Tấm vô. Có tôm. Có mà ít. Nó nhiều cái mà nó nhỏ. Nhỏ, không nhìn nó lộn nhiều cá. Mày nhìn kỹ lại coi. Đừng có thử coi. Tôm nhiều trong hai. Có tôm mà nó nhỏ cái mình nhìn không ra chú. Nhiều ra thiệt. Đúng tôm rồi. Nhiều trong ý đâu. Có tôm này anh em. Mình nhìn không có ra.
Không, có tôm nhiều mà. Nhiều. Cho nó tráng á, mà nhìn không ra. Nó tráng mà nó nhổ. Dạ. Ủa, bây giờ nó bún liền, nấu liền không? Dạ, đây nè. Đây nè, thấy không? Tôm bây giờ nó nhả cái nó lên lên mặt nè. Ừ, nhả lên mặt nó. Đó. Đó. Bây giờ có đi vàng vô kia kiếm tôm không? Ở đâu? Để đi dài nè. Đâu, một đường nữa đi. Đi đường nữa hiểu. Một đường nữa đi. Quyết định là một đường, chỉ một đêm duy nhất nữa thôi nha anh em. Chị một đêm duy nhất. Kính chào quý vị biểu nhân dân xã Hội Mỹ. Chúng tôi chỉ một đêm duy nhất. Quá đen gấp. Ủa từ từ từ. Đi dính cái dây gì đây? Một cầu đụng quá. Dính cái dây. Mẹ nó không đụng. Đó Vũ. Trời ơi, đụng mẹ dính cá. Không đụng có quả. Trời ơi, tao phải thí thiệt chứ làm gì. Cái gì dậm cá đô phi ấy? Dậm gì vậy chú? Mày không biết đâu hay? Con gì mà chú Bình bí hiểm dữ ta? Em leo cái cá một xíu này nè. Con gì? Lẹ cam xíu nó dính hai dính bụng nè. Đù mẹ, không bứt luôn. Không bứt cái gì vậy? Gì chú? Lưỡi câu đi. Lưỡi câu đù mẹ mép mẹ nó trong cái méo chân chú đi. Ừ. Trời ơi. Ra chưa? Đây nè. Trời ơi. Từ 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 từ. Tôi ngửa hồi nãy giờ không được. Từ 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 nè, đau không? Cái đứt. Ồ. Nó mép mẹ nó có thiệt chứ. Ghê quá. Giờ làm sao? Từ từ. Để con cắn cầm dây cước ra đó. Con men tôi gỡ nè, dùng đưa con bay trời. Từ từ, mà để bứt cầm dây cước ra đó. Mà sao lưỡi câu đâu như này trời. Ở trong cái chai kia nè. Con máy con bứt hết từ từ. Đâu, dở đây. Dở đây nha, bứt cái bứt cầm. Đây, dây, đây, con dựa, con dựa. Bứt cầm cước đây đây Hiệu ơi. Nè, cái lưỡi câu nè, lưỡi câu nó mát qua ngạnh mẹ mất đầu. Có thùng quẹt á, có thùng quẹt. Cắn dây cước ra Hiệu. Cắn luôn gỡ lưỡi câu. Từ từ, cắn dây cước đây là Hiệu. Trời vậy. Từ thả anh thả. Qua lưới câu của mình đi. Không phải lưới câu ai chứ gì. Ồ nó dính cái ngạnh luôn không? Dính ngạnh đâu. Tùng giật mà giật cũng đơn. Bây giờ cho đâm xiên qua luôn. Đâm xiên gì móc ngược lại nữa. Móc ngược lại nó có cái ngạnh sao? Đâu có, nó dùng móc ngược lại được. Giật mạnh lên. Đây có kim mà chứ nó tuột. Rậu. Chưa. Chưa. Nó dần chân chân luôn. Đó, thấy ớn thiệt chứ. Lên bờ, lên bờ. Cho lên bờ. Lên bờ xử lý cho mình ghê quá. Đâu. Đây là gọi là vua đi đòn nghe nè. Ôi, nó dính gì đây? Nó hai lử luôn. Từ từ, nó dính gì đâu đây? Coi nó mép vô con mọc quần. Ai bủ dần câu rồi. Dần câu. Ai thỏi dần câu rồi. Dần câu quá trời nè, bên này cũng có nè. Rồi mép vô cái cào này nè. Ai bủ dần câu nè. Dần câu mà bủa dần câu mà cái dây chút xíu rồi. Nó màu, nó câu bủa lưng bủ. À, trạng phút hết trên bờ tao. Đây nó bủa rồi, nó bủa chứ nó không có mép màu mới mà. Ấy là nó bạn người còn có là ba ngang qua là dính á. Không phải không? Nó mắc màu mà múa dài. Nguy hiểm quá. Quá nguy hiểm anh em ơi. Nào đây, đây một đường đó. Xíu dính con cá lép của chú Bình. Đi đụng mà nó báo nó kéo lại. Quá to rồi. Chú Bình đi đéo phim hài được chú Bình ơi. Quá to thấy ai mà. Thấy ai? Hiệu bắt nhiều chán rồi. Ê, Hiệu. Mà con sen đám con trúc được á. Ê, Hiệu là phim bỗng nhiên mua khác đúng không? Anh em giống như thấy giống Hiếu Hiền rồi anh em. Con sen đám trúc được không? Một đường duy nhất cuối cùng nha anh em.
Bây giờ tôm nó đã bún rồi, nó nhẹ lên nha. Bề mặt cũng tương đối là có nè anh em ơi. Để xíu mình về mình lựa ra, mình lựa mình quay cho anh em xem nha. Coi. Nên ra một đường duy nhất nữa thôi. Đó quá. Tép được đây nhỏ anh em. Một nhát duy nhất có không có anh em mình cũng rút quân nha. Hiểu căng căng cái đầu ngọn hiểu nó. Mình thấy cái vợt đây có tôm nhiều hơn này nè. Cô lên anh em ơi. Đây mà kéo lên con tôm hùm Alaska cho quả hoạn luôn. Có lát bị đánh điện chết mấy con. Hắn đã lên rồi anh em ơi. Hy vọng cái cào đây sẽ có cá và tôm nhiều nha anh em. Quá trời nắng à. Quê mình ít bữa cắt lúa anh em, mình đi đập chuột thử có chuột không. Anh em ở mấy cái đồng ở anh em miền Tây sao tám mùa gặt lúa chuột quá chừng luôn. Mà ở quê mình thì rất ít luôn. Chỉ chờ tới mùa lục và ngập hàng là mới bắt chuột có số lượng nhiều thôi anh em à. Chuẩn bị ra với càng nhớ sang Nam. Dạ. Lấy cái mẹ quơ rau đủ nó chảy rau. Giang nó hiểu sao anh ghi tấm nó hiểu. Giang nó lúc nào nó cũng căng phía trên nha. Rồi tấp vào chỗ như đầu tiên á. Tấp cái đáy rồi ít nhiều gì anh em chú ché mình rút luôn. Cái càng là đi quãng đường khá là dài. Ui má dặm có lép uống người gốc. Má dặm có lép. Đây đây còn anh em ơi. Ấy, có lát có gì ta? Ui, có đâu phi. À. Không có đâu phi anh em ơi, đừng có lát nha. Không có đâu phi. Chầm đầu điếng luôn. Xem thử kết quả như thế nào anh em ơi. Ui, má dầm. Ui, má dầm có nữa. Để tấm lên chứ đừng ngâm nước cái tôm nó lủi á, nó nhỏ cái nữa. Nó nhỏ cái nữa, nó lủi đi. Vũ đi. Cuốn này yêu. Con gì tôm rô phi. Còn cái này nhiều cá này. Mình không dùng cái tôm. Dạ. Cũng dạ. Đó. Do tôm nó nhỏ á. Nó nhỏ quá. Mình nhìn nó không ra. Ui cục đó. Ui. Còn đây có hồ đó. Không. Ok chú, sang ra. Hey, mình dùng thấy tôm nhiều không? Tôm nhiều này. À, do đó. Nó nhỏ mình không thấy. Nó nhỏ mình không thấy chứ tôm kìa quá mà không phải tôm đâu. Không đâu ra. Rồi, sao là cũng tương đối là thành công. Bây giờ mấy chú chế mình về mình lấy món thôi chú Bình ơi. Đâu, cuốn. Cuốn, Vũ. Anh em ơi. Kéo được mấy nhát ta? Ba nhát. Ba hay bốn? Bốn nhát. Bốn nhát mình theo mình đón không làm thì tầm cỡ
được 3 ký, ít gì được vừa tôm vừa cá, được tầm 3 ký anh em ơi. Bây giờ mình giới thiệu bà chú Bình sẽ đi về làm sạch sỉa cái số cá, số tôm này. Cá thì mình lựa qua một bên, còn tôm thì mình cũng lựa qua một bên để nghiên cứu cái món gì quay cho anh em xem. À, thôi chú Bình để dành bữa xe không? Mình bữa xe cho chú chéo lên đây mỏ của nha. Đâu chú? À, chú thả đây gấp nè, bữa nào chú chéo mình lên lên mò. Có nữa hả? Bữa nào chú chéo lên đây mò ấp bữa chú Bình. Đi không? Rồi ok chú. Đây mấy anh em mình đã phân loại được được bao nhiêu tôm này anh em ơi. Cũng tương đối là ổn á. Mình đón không làm là hơn nửa ký anh em ơi. Ui. Thì mình sẽ rửa và lửa rác ra sạch sẽ. Còn bên đây là cá trắng anh em ơi. Cá đây mà anh em làm xiên á, đem đi kho tiêu, kho tiêu ăn cơm hoặc ăn dưa cháo trắng hoặc là súp bánh tráng hết bài luôn. Nhưng anh em mình bên đây mình sẽ lấy tôm mình đổ bánh xèo, còn cá đây chắc mình cho gà nó ăn đi. Cá này mà kho tiêu ăn cơm ăn với cháo tráng ngon lắm anh em ơi. Đó. Rồi, tôm này anh em mình sẽ quyết định rửa sạch sẽ, anh em mình sẽ đổ bánh xèo nha. Tôm này đổ bánh xèo là hết ý luôn. Rồi anh em ơi, bây giờ mấy anh em mình sẽ tiến hành đổ bánh xèo nha. Tôm mình để mà hơn 2 tiếng mà nó vẫn còn sống luôn anh em ơi. Sống dài, tôm xoài nó sống dài ghê chú Bình. Đúng không? Tôm mình làm thiên nhiên của mình mà. À, tôm thiên nhiên đây anh em. Đó. Chú mình thấy đại cá không chú Bình? Tôm đây thì nó trắng chứ không nó không có đỏ như tầm đất nha anh em. Cái dòng tôm đây thì cái nó trắng anh em. Nó trắng chứ nó không có đỏ như mấy cái loại tôm kia. Ui chú Bình ăn trưa vô chú Bình. Bình thấy tay nghề con cũng ổn nha chú Bình. Đâu đâu, tay nghề làm ngon mà. Dạ. Rồi Út ơi. À, sáng làm ba lô mắm cho anh em xem luôn. Hôm nay mình ăn mắm đục, mắm mực và mắm cá cơm nguyên con nha anh em. Cái chả đây là Út nó vừa mua luôn, nó chưa nấu lần nào, anh em mình đem ra khai trương luôn rồi. Đó anh em. Làm mắm đục nha. Đó, xúc lên Út ơi. Xúc lên trước khi mình làm mình xúc lên nhịn lên. Ồ nó thơm. Các bạn dòm thử toàn vị lóc coi như cái tẹ nhuyễn như bánh canh. Thơm lắm anh em ơi. Thơm quá. Đây, đây là mém thứ nhất là mém đột. Mém thứ hai là mình làm mém mém đột thơm lắm anh em ơi. Thấy toàn đen mà đổ bánh xèo tôi chảy nước miếng mất mà. Chảy miếng luôn hả chú? Chúc cơm con. Đồ thái tè toàn đây nhỉ không? Ở đây có cơm con anh em ơi. Đây, em có cơm đây. Ui, mắt mắt cơm hấp dẫn quá. Anh em xem bánh xèo này. Cái tôm đây thì đặc biệt là nó khi chín nó không có màu đỏ nha anh em. Đó. Con bi bự không? Thì bự qua xeo. Con xe ấy. Dạ qua xeo. Mổ lành lên. Ê! Qua đây, qua đây. Quê mình dễ anh em ơi. Mấy chú vui đó. Nhanh lên. Đây, đây là mém thứ hai là mém cá cơm. Mém thứ ba giờ mình cũng nhịn canh vô. Mém mực. Mém mực đây là mình vừa mới cắt thêm. Cắt nhỏ ra để mình làm cho nó tiện. Ôi mấy mực quá hấp dẫn luôn. Hồi nãy mày quay nước rồi mày quay tao chứ không hiểu. Bây giờ mày quay lại là con bí bự chứ con xe rồi đó. Nó mới lấy gì cô. Mình xèo đã anh em.
Ui, hai trái nha anh em, cho tao. Đẹp quá. Để mình lấy, mình mời chú Bình một cuốn đi. Đây, sẵn mình giới thiệu anh em những sản phẩm của mặt hàng của mình nè. Anh em mua để trải nghiệm hoặc ủng hộ mình thì cứ liên hệ trực tiếp Zalo của mình nha. 0937 686 139. Mình sẽ là người trực tiếp lên đơn cho anh em. Đây là mắm nhỉ. Đây là nước mắm đục. Đây là mắm mực. Mắm ruốc. Mắm cá cơm con. Và cuối cùng là mực rim nha anh em. Mực rim anh em cứ mua về bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh dùng để ăn cơm hoặc là làm món nhậu thì rất là tuyệt vời luôn. Rồi bây giờ chú Bình, chú muốn ăn cái mắm nào chú Bình? Để con út nó múc. Mắm mực, mắm đục và mắm cá cơm. Cá cơm con. Giờ ăn cái mắm mực. Rồi mắm mực. Chú ghê. Ok chú. Ok chú rồi. Có liền. Rồi. Đây. Đây chú Bình. Đây. Đây Bình, chú cầm cho đũa đây con đó ghép cho chú rồi. Đó. Ném ném, còn ném anh chú. Ném ném. Không, đâu. Chụp đi. Đâu lắm. Chưa chấm mắm mà. Ù ngọt kể chú Bình. Mực à, mắm mực à. À, mắm mực. Đó. Chú Bình là dân dân biển anh em, chú Bình bè hôm cũng chiên muối mắm đi biển hả chú? Chú bỏ vô cái chai á. Sao chú? Ổn không? Cái này cũng ủng hộ tinh thần cho anh em vlog tuần này. Nói chung là muối mắm này đúng gia vậy luôn. Đúng như vậy luôn hả chú? Anh em đặc biệt là mấy mực anh em nhớ bèm chút thơm vô ăn cho nó dễ ăn nha anh em. À. Chị Sen hả? À, anh vô ăn mấy xèo với em cho vui nè. Ủa, ra đâu đi đâu vậy? Đi nấu cơm hả? Ăn cơm mà. À, vô đây thôi, chị vô chị đổ giùm em được á. Đây đây. Đông đông ra ngoài đây mới ra dạo ra đây về. Nào được em. Thử ra làm gì? À, đó đâu. Đậu bánh xèo to mà. Hả? À. Đây kêu bà Sen vlog. Rồi, có người phụ mình rồi anh em ơi. Mình qua đây để gắp cho mình ít cái nữa. Bữa nay mới thấy tôm đây để đổ bánh xèo á trời. Rồi. Đã quá đã luôn. Dễ luôn nha. Chú Bình, đưa chén con bỏ thêm cái nữa ăn cho vui chút. Sao đâu. Nè. Chú ché mình mà công sức của bị chú ché mình mà. Nó bị, đây bỏ vô chén chút. Nó bị đâu cái chén mực thì không mấy được. Đây anh em. Mình làm miếng mắm cá cơm con đi. Út dùng nước ơi. Từ trời chị ơi. Mắm cá cơm con anh em ơi. Anh em nào mà sợ mặn thì anh em cắt có cơm làm đôi ra nha, còn mình làm về luôn. Mời anh em. Chờ là chờ chị Sen là nói như mình nó kêu tôm ngọt cực kỳ luôn. Cái đập kéo đầu bây giờ nó được không? Với nhậu gà mày tự nhiên Sen nói kêu chắc đầu dữ. Chứ tới đây trưa con khỏi ăn cơm, để con nói anh Tiên ăn cơm chứ con ăn bánh xèo chứ. Ủa vậy cầm reo cho anh Tiên ăn cơm chứ sao cầm reo ra đây? Để đó đi, để ăn đi. Để ăn đi rồi chút xíu rồi kêu ông ra ông ghét chứ bánh xèo dài mờ dưới mém dài mờ không có reo sao ăn. Wow, thơm ngọt, ngọt cực kỳ luôn anh em. Anh em mình ăn bánh xèo rồi ra cái nào mình quất cái đấy mới đỡ. Đó. Ra cái nào mình lụm cái đấy mới đỡ anh em ơi. Đâu nào bánh xèo chụp đâu ăn đó. Bánh xèo chụp đâu ăn đó, ăn miếng ngon. Đó. Cho anh em mấy mực anh em nhớ bỏ thơm bèm vô nha. Mà sao không nghèo có đó. Đậu nóng cần. Mà anh em. Con đi rửa anh em xem con thấy mấy đứa quá. Nó đổ bánh xèo hay nó làm gì về đây con. Mà đeo tăng đèn chứ đeo tăng đổ em. Màu đỏ cũng mà là màu tượng trưng cho miếng vũ đạo biểu thân đen mà đeo thân bố cho hào phóng Việt Nam mà sao vậy chú? Chú Bình mà thân đen. Chú Bình ăn đây chú Bình. Đâu? Này, năm ngáo chú Bình. Đây, chú ché mình đây. Ấy mình một hai bên vô để cho nó quay. Đây, đưa chén vô. Đâu? Đó. Một, hai, ba, vô. Mạnh mạnh đi chứ sao chú ăn xíu ạ. Thấy bếp hơi chậm nha. Được bếp hơi chậm nha. Ăn cái gì? Ồ. Con nghe con ăn ngon lắm anh em. Mời anh em nha. Ăn quá. Ngon không? Không.
đâu tôm hơn nhiều hơn bánh rẻ. Dạ chứ tôm nhiều mà chú. Quá là tôm à. Ừ. Và chứ nó bán làm gì có tôm mà kiểu quỷ. Sao ai với ai đi cả đây toàn. Em với chú Bình á, em vẫn hiểu. Ờ. À. Chú Bình, Dương Mỹ. Dùng mạnh lên đi chú. Tiền tiền qua chứ ngoài mà. Anh Tiên em đang nấu đồ ăn con làm reo mà vợ chồng phải chia ra mỗi người là mỗi công việc làm chứ tôm mới ngọt ghê á chị Sang. Ngọt tôm này nó không nhiều tôm đất, tôm đất là mình nó màu đỏ, còn tôm này chín là nó sẽ màu màu trắng trắng như thế này. Tôm này là tôm tự nhiên mà đúng rồi. Ừ. Sống mà sống dài, rất là sống dài luôn, 2-3 tiếng mình để trên khô nó vẫn còn sống. Chú Bình thấy bánh xèo chất lượng đúng không? Chất lượng phần mấy mực được mang ngon nè. Dạ. Cái này nó bún này nó hơi trắng nó bún. Dạ ok phải không? Một cái ngủ vừa bán luôn. Dạ. Anh em nhiều anh em không biết chú Bình là cái nước màu đen anh em sợ là cái nước màu đen là cái túi nó ra mới ngọt được cái nước mực. Đúng rồi, con mực phải có túi mới ngọt. Chú hồi về chú đi biển. Sao em đổ không dính mà sang đổ dính ta? Bao nhiêu năm đâu. Cho lấy cái kia xem. Túi ra là không còn Út ăn đi Út. Dùng đi. Ném quá trời nguội á, trời nguội. Trời nguội hả? Ném quá. Dạ. Yeah. Thế đâu đâu. Ờ đầu bếp này tôi thấy là hơi yếu rồi nha. Khoan nhiều quá. Ngay nó hơi bị cháy không sao, nó cháy cái mép này. Nhưng mà ta nó không có nhiễn. Không nhiễn bạn con phải không cho Bình. Đúng rồi, ngày nào nghiệp nấy chứ đây con bán đồ ăn khác còn cái đây bánh xèo. Đây anh em ơi. Chú. Ui giời. Tao chấp nhận là cái tay mày không diễn mày tan còn dạ. Nó chụp cái kia nó tặng nó đổ cái nó bổ nó rớt kia rồi. Ai cũng có cái nghề nghiễm khác nha mà chứ đâu phải. Làm mấy Út ơi. Thánh mấy mực. Thánh mấy mực đây không trang vô. Chú cứ để gì mấy con làm. Ồ tôm nhiều lắm em. Nhưng mà con mở ra tiệm bánh xèo ok chứ. Ngon. Bánh xèo toàn là tôm không? Chú nhì, chú thấy con đổ bánh xèo dài bao nhiêu theo con mở ra được không? Nhưng mà mở giảm bán là bao nhiêu tôm nó... Lỗ á. Lỗ quá. Mà tôm này bây giờ bán xèo đâu có tôm để bán đâu, tôm nó hàng hiếm mà. Tôm lớn không à. Ngon không? Chị đây về, anh Tiên anh cũng biết chị đi đâu nữa chứ. Tưởng bà đi bụi á. Mấy mực đây vừa ăn chú Bình ơi. Nói là vừa bị rửa rè sống để ăn cơm mà kiểu rửa kiểu gì. Ồ kẹp cũng mực đây nè. Đây nếu hiểu quay lại coi. Đụng đây là coi như nói chung là chính xác đi làm về ăn chứ không có mua qua thuốc qua than gì. Đấy tôm còn bốn lô. Tự làm công đi làm về nhậu không? Ok. Nào hiểu cho ăn hiểu ơi. Ui. Ồ, đúng không? Quá chất lượng anh em ơi. Chú Bình dùng đi chú Bình. Đâu, dùng. Cái này là như vậy, mình tự làm về mình cái này. Dạ. Cái bánh xèo tôm mình là tôm là nhiều hơn bánh xèo đấy. Dạ. Cậu cho ăn bánh xèo luôn má cậu tôm về nè cậu. Sao chú Bình? Còn đây giới thiệu mày luôn là mấy mực đây lần đầu tiên ăn mấy mực đây đúng bài luôn nè. Đúng bài đúng không? Vừa miệng luôn. Dạ. Ok. Vừa ăn luôn. Lấm dấu. Ôi à. Đó, bánh xe đây đẹp này xếp sang. Bây giờ chị nhiễn chưa? Rồi, quá nhiễn rồi. Quá nhiễn luôn. Em là cứ mấy đục là mãi mãi. Mãi mãi. Mời cả nhà nha. Ngọt. Tôm đúng đỏ luôn. Từ từ đem chuyện đem chững đem nấy chứ làm sao mà biết được. Từ từ mới thích nghi được không chị Giang? Đúng rồi. Đâu phải ai mà mới vào việc mà biết làm liền đâu. Chú Bình chạm nữa mình xem clip rồi mình thấy hút thuốc lỡ có mấy em nhỏ xem á. Út ghép vô chú Bình cái đây chú ơi. Cho chú Bình chút reo nữa. Ghép cho mình chút reo. Đó, đây cho chú Bình chút reo. Đó, ăn cái bài bán đi. Ăn mạnh lên. Đâu, chú Bình biểu diễn cá đi, cho nó gọn gàng đi chú Bình. Đây.
tôm đồng tôm nhà quê của mình làm ra mình ấy nè, cho bạn toàn coi như ấy này làm một miếng cho nó ok này. Dạ, lên 1, 2, 3 vô. Mình quá vui tính luôn anh em. Ở quê mình cô chú tây hơi ngặt nghèo xíu, anh em ở quê tình cảm là chính anh em. Ở quê mình thì nhà nào cũng nghèo, nhà mình có hộ có danh sách cận nghèo anh em ơi. Chú Bình dạng đi biển mấy năm ngay biển đi làm bê tông, bây giờ cũng vắng thêm mấy mực mà. Bây giờ nói thiệt lâu lâu toàn vlog coi như gửi đến anh chị em các bạn đồng quê của mình coi như ủng hộ cho toàn cái tôi ok 1, 2, 3 vô. Yo. Là tôi đang nhậu nó là tự làm tự ăn, không mua qua thuốc than vậy. Dạ đúng 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 đúng. Tự đi xuống cầu ở dưới sông dưới suối là dạ. Nhậu. Chúc hôm nay cũng cảm ơn. Hai co vô. Cậu vô làm cú bánh xèo cậu. Rồi út. Giờ mình đi mấy mực thôi nha. Đó, cái bánh xèo đó. Đó. Em. Em làm miếng cá cơm một miếng con rồi. Cậu qua đây cậu. Anh làm xéo cho. Cậu thấy tôm còn sống không? Sao luôn đi cào á. Tao đi về cũng mệt, tao quay cho coi tiếng con mấy giờ. Rồi làm miếng bánh xèo đây cùng ném mà cậu. Còn bánh xèo đó ngon rồi. Ông là cái xéo cho. Con tôm nó tép nó còn có rau. Cái món của em dễ thương quá. Đây cậu lấy ra mình cuốn trực tiếp luôn cậu. Rau rau. Tôm luôn con máy cào còn sống kìa. Ừ, ngon cậu. Cậu thấy mấy mực không mình? Hai. Cậu ghém luôn đi cậu. Đó, cậu cuốn luôn đi. Ồ, bánh xèo mà còn ném nha cậu. Ném lắm nha. Có đũa cậu. Ném 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 ném. Đâu nóng gì mà. Hay chứ. Đó. Ồ. Y bài á. Tôm ngọt lắm cậu. Tôm tôm nhẽ luôn mà. Trời nén quá ăn cơm cũng không mất ngon. Rồi chú Bình ơi. Chú Bình cho thở bên cho chú Bình bên đây một phát luôn. Đâu cậu chấm vô đây luôn, không sao cậu. Hầu giờ mới thấy sen sumo mà rút bánh xèo tôm. Sen sumo. Sen sumo. Sen sumo. Ok. Ngon cậu. Đúng vậy. Tôm còn bò kia mà. Đúng bụng nào nói nữa. Mà bánh xèo tôm nó múc mấy con ngoài đây nó múc muỗng luôn. Ở đây mình có số lượng nhiều mình làm mấy thỏ đi chứ. Do gì? Đó. Wow. Anh kia ngồi bên kia. Đâu? Ăn đi Út ơi, ăn cho chú Bình ơi. Ai? Mấy mặn đục qua, mấy mặn qua. Dạ. Quá tuyệt vời luôn. Đây mình ba loại à. Ý xe không Út? Ý xe đúng á. Cái này là mình ăn tôm với bánh xèo vậy cậu. Ông cái này mình nó có mực ngon. Mực ngon hơn mấy này á. Mấy mực ngon hơn mực ngon. Còn cái mực ngon anh khen tôi khen anh chứ. Càng ngon hơn tôi nữa. Mình nhớ một cuốn. Làm luôn xéo. Làm cuốn nữa đi. Cho nó chậm luôn. Bị này đưa ra chén này con bỏ cho tôi. Không. Ờ, anh em quá ăn quá ngon luôn. Ông làm mấy mực ngon kìa, ông dứt một cuốn. Chị Út cho chú Bình miếng bánh xe chị Út. 2, 3, vô. Đâu, chú Bình, bánh xe này chú Bình. Ừ. Bánh xe đây. Bánh xe còn mấy mực. Đây, chị xem đâu kìa. Người mà dính vô đồng cái. Đây là sen sumo phải không? Sen sumo. Cậu. Làm con ném mà cậu. Làm đi còn tôm nhiều lắm. Đây là kêu đặt sen sumo luôn đi. Cậu cái đây cậu gấp đôi lại cái cậu cuốn con gì đâu. Đây làm mình lên lốc nữa. Làm mờ này cuốn ngon. Nhìn cuốn mấy xèo hết bài. Làm hiểu.
mời cả nhà nha. Ủa, mày không cậu. Cậu cho miếng mực lên cậu khỏi chấm. Cho miếng mực lên khỏi chấm luôn. Dạ, đó. Thêm miếng nữa. Thêm miếng nữa. Bự lên. Để cho nguội á. Đấy. Đâu. Chà, vậy cái cánh luôn chứ không. Dạ. Cậu ăn nhúng con á, ăn vậy á. Đó. Ném cậu. Cậu trưa nắng quá, cậu ăn cơm nấu sẵn vô đây. Cậu làm vài cú bánh xèo luôn. Rồi anh em ơi, chắc hôm nay anh em mình cũng xin phép dừng clip tại đây. Hôm nay cũng cảm ơn chú Bình nha. Sáng phụ đứa con đi lên cào tép, bữa nào chú chém mình đi mổ ốc xếp nha chú Bình. Đâu, bữa nào mổ ốc xếp nữa. Dạ. Dạ. Gọi là đồng quê của mình. Dạ đúng không? Rồi bây giờ mấy anh em mình xin phép dừng clip tại đây. Còn người yêu quý Toàn thì cho Toàn một like và một lượt đăng ký kênh. Còn anh em nào muốn mua những sản phẩm nước mắm để trải nghiệm hoặc ủng hộ mình thì cứ liên hệ trực tiếp Zalo của mình nha. Là một con lại nên chín bài luôn á. Ôi rồi mấy anh em mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn mọi người vào những video tiếp theo. Chào anh em. Nhà nha.